Và sau đây, nhạc phẩm Tìm Lại Giấc Mơ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do Nam Vương Tân Hy Khánh hòa hâm ban nhạc The Friends. Cảm ơn nam ca sĩ Tân Hy Khánh cùng ban nhạc The Friends. Đây là một chương trình practice của ban nhạc The Friends.